Tại các khu đô thị lớn, đặc biệt là tại các chung cư cao cấp, việc mua bán thực phẩm qua các hội nhóm ở trên mạng xã hội là điều không còn quá xa lạ với người dân, đặc biệt là với các gia đình bận rộn và không thể có thời gian để đi chợ hàng ngày. Ưu điểm là gì? Nhanh, thuận tiện, thực phẩm được giao tận cửa. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đã có nhiều đối tượng lợi dụng trà trộn thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc để bán kiếm lời. Đây là số cá lăng chị Thu mua từ nhóm bán hàng thực phẩm tại khu chung cư nơi chị đang sinh sống. Được quảng cáo là hàng cần giải cứu và cá lăng hữu cơ nên chị đã mua với số lượng lớn để ủng hộ. Tuy nhiên, khi sử dụng để chế biến đã khiến chị không khỏi bất ngờ. Khi shop đăng là bài giải cứu cá và quảng cáo là cá đang bơi, cá hữu cơ thì bên em mua thì khi mà mua về thì cá đông lạnh và đóng cục lại. Không tươi mà có đã tẩm ướp và rất là mỡ, thì không biết đây có phải là cá lăng hay là cá trê, thì em cũng rất là nghi vấn. Khi chế biến thì ăn rất là bở và gia đình ăn thì bị đau bụng, ngộ độc, thì em cũng rất là lo lắng cho sức khỏe của gia đình. Tại khu đô thị Tham City có nhiều người cũng gặp phải tình trạng như gia đình chị Thu. Nhiều gia đình còn có người bị ngộ độc và đau bụng sau khi ăn phải sản phẩm này. Hàng nhận về nó sẽ không được giống như là quảng cáo, chất lượng nó cũng thấp, thậm chí là nhiều khi là nó sẽ bị hỏng nữa. Thế là không được yên tâm lắm, bởi vì bây giờ nếu mà mỗi lần mà mua cái gì đó mà ở trên hội nhóm ấy thì bắt đầu lại cũng sẽ xem xét kỹ hơn, chứ còn không ra quyết định nhanh như là trước nữa. Bản chất sử dụng thực phẩm đông lạnh quá hạn sử dụng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí nguy cơ ngộ độc là rất cao. Người tiêu dùng thì không thể biết nguồn thực phẩm mình sử dụng cho gia đình chất lượng như thế nào, bởi khi mua qua hình thức online, hầu hết đều gửi gắm niềm tin cho người bán hàng. Sử dụng thực phẩm đông lạnh rồi không rõ nguồn gốc thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe là điều mà chúng ta có lẽ không phải bàn cãi nữa. Nhiều chủ cửa hàng mặc dù đã biết nhưng mà vẫn cố tình trà trộn hàng không rõ nguồn gốc và lừa đảo người tiêu dùng nhằm trục lợi. Bởi thực tế thì lãi gấp khoảng 3-4 lần. Đó là cái cám dỗ khiến cho nhiều người kinh doanh bất chấp tất cả để thực hiện. Ngay sau khi nhận được phản ánh của cư dân tại khu đô thị Tham City về việc là mua phải cá đông lạnh không rõ nguồn gốc, đội quản lý thị trường số 12, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra cửa hàng phân phối ra số thực phẩm trên. Cửa hàng này đã bán hơn 200 suất cá lăng đông lạnh kém chất lượng cho hàng chục hộ dân. Tại thời điểm lực lượng quản lý thị trường kiểm tra tại tủ đông của cửa hàng, phát hiện nhiều mặt hàng sản phẩm thịt đông lạnh không có nhãn mác. Người bán hàng cho biết mỗi một suất cá đông lạnh được phù phép thành cá tươi có thể lãi từ 100 đến 150 ngàn đồng. Chính vì vậy nên mới nhập cá từ Yên Sở về phân phối. Ngay từ đầu em đã hỏi ban là bọn em không biết rõ nguồn gốc ở đâu, bọn em chỉ nghe qua nhà cung cấp. Đấy. Còn nếu mà nguồn gốc thực tế mọi chuyện nó xảy ra như nào bọn em đều không biết cả. Bọn em đều nghe qua nhà cung cấp họ cho bọn em con tay như nào đấy và cho bọn em thông tin như nào đấy, bọn em làm bài thôi. Qua công tác kiểm tra thì chúng tôi phát hiện ra một số các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng như một số thực phẩm là không có hóa đơn chứng từ do nước ngoài sản xuất. Trên đây thì đội quản lý thị trường số 12 cũng khuyến cáo đến người tiêu dùng là mua của các cơ sở có uy tín ở trên thị trường, hàng hóa có đầy đủ nguồn gốc xuất xứ, có nhãn mác rõ ràng. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện kiểm tra, xử lý hơn 200 vụ việc, xử phạt hành chính hơn 2 tỷ đồng và tiêu hủy tăng vật trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Con số này lớn hơn rất nhiều so với cùng đợt xử lý vi phạm vào năm trước. Điều đó cho thấy tình hình buôn bán thực phẩm bẩn vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Vấn đề chất lượng đây là một đối một số siêu thị hệ thống bán lẻ ở đấy là không đảm bảo. Và đâu đó thì cơ quan chức năng cũng chưa vào cuộc và không chưa kiểm soát được rất là sát sao vấn đề này. Thì cũng có cái trách nhiệm của liên quan cả quản lý thị trường nữa. Thì chúng tôi tới này chúng tôi sẽ chỉ đạo với các đội quản lý thị trường, đặc biệt là những công chức mà được giao địa bàn là phải bám sát các cái hệ thống bán lẻ này để mà liên quan đến vấn đề về kiểm soát về chất lượng nguồn gốc hóa đơn chứng từ. Ngày càng nhiều các vụ buôn bán thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc, một phần do chế tài xử lý còn quá nhẹ, hầu hết mới dừng ở xử phạt hành chính, trong khi lợi nhuận mang về quá lớn. Để việc ngăn chặn đạt được hiệu quả cao, lực lượng quản lý thị trường cũng đề xuất cần tăng thêm chế tài đối với các hành vi vi phạm, có thể chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự, đặc biệt trong những trường hợp cố tình sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn với quy mô lớn để bán hàng cho người tiêu dùng.